Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Trương Tấn Sang thăm Nghĩa Trang Vị Xuyên vào ngày 17 tháng 2. Ngày 17 tháng 2, AFA Tiếng Việt Loan Tình, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang tưởng niệm các liệt sĩ chống Trung Quốc ở Vị Xuyên. Theo đó, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã dân hương tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc. AFA cho biết truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 17 tháng 2, nhân kỷ niệm 45 năm ngày Trung Quốc xua quân xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2024. Theo AFA, Vị Xuyên là một trong những điểm nóng trong cuộc chiến chống Trung Quốc suốt giai đoạn từ cuộc chiến biên giới hồi tháng 2 năm 1979 cho đến năm 1989 sau khi quan hệ Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu có những cải thiện. Và đây là hình bản tin trên AFA. Trên thực tế, ít người Việt Nam biết rằng cuộc chiến biên giới phía Bắc không kết thúc vào ngày 5 tháng 3 năm 1979, ngày Trung Quốc tuyên bố rút quân. Bởi sau đó, họ vẫn duy trì 12 sư đoàn và hàng chục trung đoàn độc lập áp sát biên giới Việt Nam. Đặc biệt, từ tháng 4 năm 1984 đến tháng 10 năm 1989, Trung Quốc lại mở cuộc tấn công xâm lược lấn chiếm biên giới Việt Nam. Tập trung tấn công lấn chiếm một phần đất ở khu vực biên giới huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên, nay là Hà Giang và Tuyên Quang. Theo bản tin trên AFA, cùng tham gia lễ dân hương với ông Trương Tấn Sang, có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, quyền bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Sơn, cùng các lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang. Ông Trương Tấn Sang và đoàn đã thỉnh chuông tại đền thờ liệt sĩ, ghi sổ lưu niệm và dân hoa tưởng nhớ các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Và đây là hình ông Trương Tấn Sang và đoàn công tác viếng nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. AFA nhắc lại, vào ngày 17 tháng 2 năm 2016, ông Trương Tấn Sang trên cương vị chủ tịch nước cũng đã thắp hương từng ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh, Cao Bằng, nơi yên nghỉ của hơn 300 liệt sĩ trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Vẫn theo AFA, việc các lãnh đạo nhà nước và chính phủ Việt Nam thắp hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trong các cuộc chiến chống Trung Quốc không được diễn ra thường xuyên, liên tục. Phần lớn các cuộc tưởng niệm ngày 17 tháng 2 là do người dân, những người hoạt động xã hội, tự động tổ chức ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng một số cuộc tập trung như vậy thường bị chính quyền địa phương can thiệp và giải tán. Tuy vậy, AFA cho biết thêm, vào năm ngoái, ngày 28 tháng 5 năm 2023, truyền thông nhà nước loan tin, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và đoàn công tác của chính phủ đã làm lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến chống Trung Quốc ở biên giới phía Bắc tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Vị Xuyên, Hà Giang. Và đây là hình Nghĩa Trang Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của 1.800 anh hùng vệ quốc. Chuyến thăm của ông Chính đến một Nghĩa Trang Liệt Sĩ ở biên giới phía Bắc được nói là diễn ra vào lúc quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang có những căng thẳng sau khi Trung Quốc điều tàu khảo sát, hướng Dương Hồng, cùng các đoàn tàu hậu tống liên tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 5 năm 2023. Dường như lãnh đạo Việt Nam chỉ đến thăm hay nhắc đến cuộc chiến biên giới khi họ cần dùng nó cho một mục đích chính trị nào đó. Dư luận Việt Nam cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ từ sau hội nghị Thành Đô năm 1990 đã tỏ ra vô cùng hèn nhát, nhu nhược trước Trung Quốc. Hèn nhát không dám nhắc đến, không dám tưởng niệm cuộc chiến đẫm máu mà quân xâm lược Trung Quốc đã gây ra cho người dân Việt Nam. Hèn nhát không dám làm gì trước sự khiêu khích lớn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là sự phản bội trắng trợn đối với tiền nhân, phản bội đối với hàng triệu người từ ngàn năm qua cho đến vài chục năm trước đã hy sinh thân mình đã bảo vệ đất thiên tổ quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Ông Trương Tấn Sang thăm Nghĩa Trang Vị Xuyên vào ngày 17 tháng 2. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng và sự trở lại của phái Đức Trị Ngày 17 tháng 2, blog Lê Quốc Quân trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận Nguyễn Phú Trọng và sự nguy hiểm của trường phái Đức Trị. Đây là bài viết bình luận về xu hướng quản trị của Tổng Trọng, mà theo quan điểm của tác giả là quay về một chủ thuyết chính trị lạc hậu, đã bị loài người và xã hội văn minh vứt bỏ, đó là chủ thuyết Đức Trị. Chủ thuyết này trong quá khứ đã từng gây ra biết bao đau thương cho nhân loại khi đặt vai trò và quyền lực của các vị vua, quan lên trên những quy định của pháp luật. Nó chính là tiền đề tạo ra kiểu hành xử luật là tao tuy nhiên nó lại được che đậy bằng chiếc áo khoác mỹ miều đạo đức. Tác giả nhận định rằng loài người đã bước qua thời kỳ đức trị với sự sụp đổ của chế độ phong kiến. Việc nó đang lây hoay quay trở lại những nước như Trung Quốc và Việt Nam thể hiện một sự bế tắc chiến lược giữa chủ nghĩa cộng sản và nền kinh tế thị trường. Và đây là hình bài trên blog Lê Quốc Quân VOA. Tác giả nhận định, mặc dù lớn tuổi và sức khỏe suy sụp, ông Trọng vẫn là nhân vật quyền lực nhất Việt Nam hình ảnh của ông gợi nhớ về những ông vua trong chế độ phong kiến theo mô hình đức trị để điều hành quốc gia vậy thì đức trị là gì tác giả cho biết đức trị là một học thuyết chính trị chủ trương điều hành chính sự bằng đạo đức xuất hiện từ thời tây chu được khổng tử đúc kết và nâng lên thành học thuyết theo đó việc trị quốc căn bản phải dựa vào nhân đức của người cầm quyền mà không cần phải dùng đến pháp luật cùng với sự tan rã của chế độ phong kiến và sự tiến bộ xã hội, Nho giáo đã dần dần được xếp vào một góc trong bảo tàng lịch sử về các học thuyết quản trị nhà nước. Trào lưu khai sáng và văn minh nhân loại trong mấy trăm năm qua đã nhấn chìm dần tư tưởng đức trị trong việc quản trị quốc gia. Nhưng tác giả đánh giá, phương thức quản trị này dường như đang quay trở lại với một vị vua già hơn 80 tuổi, lòng đau đáo với sự tồn vong của Vương Triều mà cụ thể là đảng của mình. Ông đã bị ngộ độc về tư tưởng cộng sản và bây giờ đang lây hoay tìm con đường chỉnh đốn nhân cách của các đảng viên trong một nền kinh tế thị trường đầy thế tục. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông vua cộng sản quyền lực. Tác giả nhận xét, người ta bắt đầu sử dụng các văn bản nội bộ của đảng Cộng sản để đề cao đạo đức và trách nhiệm nêu gương trước khi nó đến pháp luật, pháp lý hay tòa án. Tác giả cho rằng các nhà nho luôn muốn thần thánh hóa các bậc lãnh đạo, nhưng hàng phi, triết gia, Đại diện phái pháp trị của Trung Quốc từ thời nhà Tần đã tước bỏ ý nghĩa thần thánh của họ và coi vua cũng chỉ là một người bình thường như những người khác. Ông nêu rõ pháp luật đúng đắn, bày ra hình phạt nghiêm khắc để chữa cái loạn của dân chúng, khiến cho kẻ mạnh không lấn ác người yếu, kẻ đông không xúc phạm số ít. Người già cả được thỏa lòng, người trẻ và cô độc được trưởng thành. Tiết thay tác giả bình luận, ông trọng lại quan tâm đến trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ nêu gương, chứ không phải là hành vi vi phạm. Ông còn dùng bốn chữ nhân, nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình để nói về chiến dịch đốt lò và phòng chống tham nhũng, nhưng mà quên mất một chữ nhân quan trọng, đó là nhân phẩm. Đó là phẩm giá bình đẳng của một con người được Thượng Đế trao tặng bất kể sang hèn. Và đây là hình một biếm họa về công cuộc đốt lò. Tác giả bình phẩm chống tham nhũng chính là trò tiêu khiển mới mà đảng bắt đầu dành cho dân chúng để cùng tạo cảm hứng vui vậy nó tạo nên công việc của đảng và đảm bảo sự xúc động chân thành vừa phải của người dân nó có thể trở thành một phần tất yếu với liều lượng ngày càng cao thì độ ép phê càng lớn tác giả cho rằng trước đây chúng ta từng thấy khẩu hiệu sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật đây chính là cách đề cao sự thượng tôn pháp luật biểu hiện rất rõ trường phái pháp trị nhưng giờ đây thì chỉ còn trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ nêu gương. Tác giả nhấn mạnh, lò chống tham nhũng trở thành một người bạn đồng hành chung thủy cùng trường phái đức trị và sự trở lại của nho giáo. Nó được sử dụng để loại bỏ bất kỳ ai đi chệch khỏi quỹ đạo đạo đức của mình mà đôi khi không vì một mục đích chính đáng nào cả. Nó đang làm phai nhạt nhà nước pháp quyền và những giá trị như nhân phẩm, tự do và dân chủ. Điều này là vô cùng nguy hiểm cho tương lai Việt Nam tác giả sợ rằng ông Trọng sẽ mãi không tìm được người kế vị và sau ông là Hồng Thủy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyễn Phú Trọng và sự trở lại của phái Đức Trị. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.